Đây là màn giải cứu khó đỡ nhất tôi từng thấy. Superman đi qua thang máy lên tòa nhà, giải cứu người bạn bị bắt cóc, vừa đi qua thang máy một cái. Anh bạn liền hét lên cảnh báo, đừng đi qua thang máy có bẫy trong này. Vừa nói xong thì anh Superman đã đi ra ngoài rồi. Tuy nhiên Superman vẫn không sợ vì anh trai nghĩ không có gì có thể làm hại mình. Nhưng lúc này đám người xấu kích hoạt một luồng âm thanh mạnh phát ra, khiến Superman ngay lập tức thấy đau đầu mà lăn ra sàn. Cố mãi vẫn không đứng dậy được, hai người bạn liền cổ vũ. Tuy nhiên Superman vẫn không chút phản kháng, họ liền chuyển sang cách bỉ ổi là chê bai anh trai. Superman gì yếu thế, chắc là hàng pha ke chứ Superman riêu gì dễ bị đánh gục vậy. Kết quả anh trai Superman đã thành công đứng dậy, dùng mắt laser bắn xuyên tường đục lỗ. Thành công giải cứu hai người ra ngoài, bế cả hai bay trên không như bế con, họ về nhà bố mẹ của Superman. Tuy nhiên đám người xấu vẫn tìm tới. Que tiene que agarrar ahí a la lumbre. Claro que arde, como arde. Pues sí, Leo, el balón al portero, pero cuidado.